Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thi hành kỷ luật Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Theo thủ tục, Chính phủ Việt Nam sẽ tiến hành xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn. Dường như điều này có nghĩa là ông Trương Minh Tuấn sẽ khó tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Loan báo chính thức cho hay, Bộ Chính trị đã họp ngày 12 tháng 7 để xem xét việc kỷ luật về đảng đối với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và người tiền nhiệm, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Hôm ngày 10 tháng 7, Ban Bí thư Đảng Cộng sản đã cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 vì vụ công ty Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Thông báo mới nhất nói Bộ Chính trị nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của tổng công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội. Để một số đồng chí lãnh đạo bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, khi đang là Thứ trưởng, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án, ký quyết định số 236 QĐ Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công. Cùng thời kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị Bộ Chính trị kết luận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban Cán sự Đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định. Ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công. Thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Đảng theo quy định. Với ông Nguyễn Bắc Son, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ xem xét thi hành kỷ luật. Hai ngày trước, Bộ Công an Việt Nam loan báo vừa bắt giữ, khởi tố hai người trong cuộc điều tra việc tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Bộ Công an nói ngày 10 tháng 7 đã khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 220 Bộ luật hình sự 2015, xảy ra tại tổng công ty Viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan. Đồng thời, công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai người. Đó là ông Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty Viễn thông Mobifone, hiện là cán bộ văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, và ông Phạm Đình Trọng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông. Hai người bị bắt về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015. Đây là diễn biến mới nhất liên quan cuộc điều tra kéo dài về việc công ty Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Việc thanh tra toàn diện việc Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG đã bắt đầu từ tháng 9 năm 2016. Sau gần 2 năm điều tra, Đảng Cộng sản tuyên bố vụ việc làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư ngày 10 tháng 7 để ra kết luận về một số vụ kỷ luật trong Đảng. Thông cáo nói Ban Bí thư kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong vụ AVG. Đây là giai đoạn ông Nguyễn Bắc Son còn là Bộ trưởng, còn đương kim Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là Thứ trưởng. Ban Bí thư Đảng Cộng sản nói một số đồng chí lãnh đạo bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án trên. Những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông là rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của tổng công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội. Ban Bí thư Đảng Cộng sản quyết định thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức cảnh cáo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin tức của chúng tôi.
nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được nhiều tin tức hơn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để thông tin nhanh nhất về diễn biến vụ án trên.